cùng. Tay kia coi. À giỏi quá. Tay nọ coi. Tay này coi. À mặt bả ghê tương quá. Tay kia coi. Tay kia coi con. Mỏi rồi hả? À, giận rồi. Tay kia coi. Bắt cái tay kia coi. Nó thở dữ rồi chắc chạy lên mà. Sao vậy? Tao nắm ăn vậy? Nó nắm ăn rồi. Nãy nãy là cái mừng quá nên giờ mệt. Giờ mệt không có chịu ăn nữa. Chưa tới giờ hay phải bỏ vô dĩa cho bà. Thôi đừng bỏ vô.